Chào các bạn, bây giờ mình sẽ test cái bàn phím cho khách hàng của mình. Mình vừa mới thay bàn phím nha các bạn. Bây giờ mình sẽ quay vào cái bàn phím mình đã thay cho khách hàng cho các bạn xem. Chờ bàn phím máy mà chủ cửa hàng mình thay cho khách hàng đó là bàn phím của laptop HP Pavilion BV7 nha các bạn. Dòng laptop này là rất là to, màn rất to. Bây giờ mình sẽ dùng phần mềm, xin lỗi, dùng website của Keyboard Test để kiểm tra. Mình vào trang Keyboard Test nè. Rồi, vào cái trang keyboardtest.ru. Mình sẽ test nha các bạn. Đây là phím ESC nè, F1 nè. F2 nè. Các bạn thấy F2 ở đây nó sẽ mở thì các bạn bấm FN F2 nha các bạn. Rồi. F3 nó không được nữa thì FN F3. Lý do là các phím chức năng này là F2 và F3 để tăng độ sáng nha các bạn. F4 nó cũng hiển thị cái chỗ mình trình chiếu, thì vì mình dùng FN để mình kiểm tra nè. 5 6 các bạn đè FN hết giải phím chức năng. Đến F10 nè. F11 và F12. F12 nha các bạn, đây. F12 đây, F2 là Wi-Fi nha các bạn. Dùng đè FN để các bạn kiểm tra. Rồi, giải phím bên đây. Các bạn cứ bấm đợi đi, chừng nào mà phím nào mà nó chưa có sáng trên đây nè thì các bạn sẽ bấm lại sau. Rồi, bạn mà thấy bấm phím video nó mở cái sổ này thì các bạn bấm một cái nữa để trở về cái giao diện web nè. Rồi, đây nè, thuốc bát kiểm tra được nha các bạn. Thuốc bát kiểm tra được luôn. Rồi, nút Smart Space nè. Rồi, phím M nè. L nè. Rồi, những cái phím nào chưa có tô sáng nữa là chúng ta chưa có bấm. Nếu mà các bạn bấm nhiều lần về cái phím đó mà nhưng mà nó không có sáng tô trắng như thế này thì bàn phím của bạn hư rồi nha. Rồi. Rồi, như vậy là đa số các phím của tôi thay cho khách hàng là đã chạy ok rồi nè. Bây giờ mình mở nút lock nè các bạn để dùng giải phím bên đây nè. Đó. Đây. Rồi phím Chrome lock. Còn phím Chrome lock các bạn. Ở đây mình không có phím Chrome lock. Phím Brick. Và phím này mình cũng không tìm thấy phím Brick luôn. Trên cơ bản bàn phím dưới này có cái gì thì ở trên giao diện test bàn phím nó đã có đủ hết rồi. Bạn nào cần thay bàn phím laptop tất cả các dòng thì các bạn cứ liên hệ thông tin mình bên dưới nha. Cửa hàng của mình thì địa chỉ tại khóm 7 thị trấn Trần Thời. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn một ngày vui vẻ.